gì nữa. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ cái thai này, cưới hỏi gì nữa hết á. Anh biến tôi khỏi cuộc đời tôi đi, biến, biến ngay giờ luôn, biến. Cô Thanh à, tôi nói cho cô biết, tôi nghe cái bài của tôi nó dài quá, tôi không thể nào tôi thuộc nổi. Hai ba vô. Nghe đã quá đã. Ê, không biết tôm sao rồi không? Tôm đang luộc. Tôm cái gì luộc? Vậy để sống bằng mù tạt nha. Thôi cái gì? Ông tối ngày ăn uống uống. Ok, cái bụng bự như là có chữa vậy đó. Nhìn lại mặt mình đi, để 12 chén chè cúng đổi tên đó. Tôi hỏi với ông tôm á, ông có ra được hay không? Người ta tên là Tom. Kêu tôm tôm tôm. Thôi đi, tôm nào cũng là tôm. Giờ đứa tới bây giờ ông chưa ra được, không biết có ra được hay không nè. Khó lắm, khó lắm. Sao vậy? Hồi nhỏ đó là phải trốn mẹ đi nhậu. Bây giờ lớn rồi có vợ, trốn thêm vợ để đi nhậu nữa. Một cổ mà hai chồng làm sao mà chịu nổi đúng không? Không nói đó, ông nói cũng đúng. Hồi xưa đã khó rồi, bây giờ là khó hơn đó. Cái thiệt á, tôi nói là mình là mình sống FA là sướng nhất. Đúng. Phải sống như anh Ba Khía vậy đó. Chà, độc thân vui tính cô đơn nhưng chẳng buồn vô. Vô đâu. Nè. Đấy trời tới trời. Trời ạ. Hay quá. Đúng trời ạ. Tôi đứng trả tiền xe bên kia mà tôi nghe hai người nói xấu tôi đã. Nói xấu rồi đâu. Nè, nói xấu người không có mặt ở đây là phạt 5 chai coi chưa. Thôi đi. Có nói xấu. Tại ông lúc nào cũng phải lén lút để đi nhậu gặp bạn bè mà lén lút quá. Đúng rồi. Nhớ cái thời mà tụi mình còn trẻ không? Gì làm như giờ là già lắm vậy. Ừ, mới lấy vợ già liền mày. Thì cái thời còn nhỏ á, đi nhậu á, ông trốn mẹ ông đi nhậu, ông leo hàng rào ra thì thôi đi leo được lên tới đỉnh hàng rào thì nhảy xuống đi. Không đâu, bày đặt tuột xuống, tuột làm sao mà cái chân á nó dướng trên cái hàng rào, cái đầu cắm xuống đất. Hai bữa đó ba đứa mình phải nhậu ngay cái hàng rào luôn. Đó, đúng á, thôi nha. Bữa đó mà cái mặt ổng mà ông đập vô cái cục đá cái gì mà thiệt cái giờ không có vợ được luôn á. Nói ghê vậy. Ừ thôi đi. Cũng may á là tôi á là trước khi nhậu á, tôi cắm đầu xuống đất. Ừ. Còn ông á, ông nhậu xong á, ông cắm đầu đi về luôn á. Nhớ không, nhớ không? Rồi bữa đó về mà mẹ tôi sợ ma luôn á. Tôi cứ đi ghê, mặt ông ghê lắm. Hai ông là nhậu không có ý thức, còn tôi là nhậu có ý thức đàng hoàng. Tờ hai ông là phải cắm đầu, phải treo đòn tan là tôi không có nha. Tôi ngủ tại chỗ luôn. Sỉnh quá ngủ tại chỗ. Mà tới bây giờ tôi vẫn thắc mắc một điều là tôi nhớ là tôi ngủ tại cái hàng rào. Nhưng mà tôi thức dậy là tôi tỉnh là tôi nằm giữa ruộng. Và còn một cái điều ly kỳ hơn nữa là cái xe của tôi á, tôi nhớ là tôi khóa cổ đàng hoàng. Ừ. Nhưng mà sao á, thức dậy là cái giò tôi nằm trong cái căm á, căm khóa cái chân tôi lại luôn. Không biết luôn. Hay ha. Hôm đó phải tốn thêm mớ tiền là kêu cái thằng sửa xe lại cắt cái căm ra mới rút cái giò ra được đó. Ừ. Bây giờ nhắc giờ mới nhớ là lâu lắm mà anh em mình chưa nhậu nhau. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi đó. Hôm nay uống là phải cho tới bến nha. Chính xác đó. Sai không về. Không ra không về nha. Hứa chắc chắn đàng hoàng nha. Hứa. Tôi xạo mấy ông mà nói xạo lắm, bây giờ tôi sẽ lấy cái điện thoại ra. Chán. Mình quay clip lại. Có bằng chứng đàng hoàng hả? Ai mà tôi xỉnh về là không được đúng không? Quay liền đi. Quay liền đó. Một hai ba vô, không say là không về. Một hai ba vô, không say là không về. Vô. Tôm ơi là tôm, chết anh với tôi rồi. Đồ lừa đảo, ở bên tôi thì hứa không đi nhậu, về bởi một cái cụm ly khí thế. Anh nghĩ sao vậy hả? Anh nghĩ sao anh như vậy? Anh không tôn trọng tôi, anh không coi lời nói của tôi ra gì hết trơn á. Trong khi tôi 5 lần 7 lượt hạ mình xuống để lấy lòng mẹ anh, để làm cho mẹ anh vui lòng, trong khi mẹ anh đối xử tôi không ra gì. Mẹ anh lúc nào cũng khó chịu với tôi hết á. Còn anh bây giờ anh cũng không tôn trọng tôi nữa. Chị cưới xin làm gì nữa? Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bỏ cái thai này, không cưới hỏi gì nữa hết á. Anh biến tôi khỏi cuộc đời tôi đi, biến, biến ngay giờ luôn, biến. Cô Thanh à, tôi nói cho cô biết, tôi nghe cái bài của tôi nó dài quá, tôi không thể nào tôi thuộc nổi. Cho nên cô vui lòng, cô thu âm lại, cô chuyển cho con trai của tôi dần nghe. Tôi không có rảnh mà chuyển lời lại cho cô đâu ha. Trời ơi, cái con nhỏ này, nó chưa về nhà này làm dâu vậy đó mà nó chửi như là nó hát vậy đó hả? Hả? Mày về đây mà biết tao. Tức thiệt á mẹ ơi, chết đi được á. Con ơi con, mình bình tĩnh chút, mình bớt giận chút đi con. Không giận sao được. Vợ chồng mà nhiều khi đầu giường giận vậy cuối giường nó quậy à. Con thấy á, thà cãi nhau rần rần còn hơn cứ im im như mẹ mà ba mình bầm mình bầm mẩy ưỡn hơn á. Đâu có nói gì, nó đâu có nói gì đâu. Mẹ có bên mấy đứa này hổ mà. Tôm. Mẹ có gì ăn không? Có cháo nó quá cũng được. Cũng được hả mẹ? Cháo gà con, để cho anh đi. Đây em like clip của anh rồi nha. Uống quá trời thì nè. Giúp gì mày? Đây nè. 1, 2, 3, vô. Không say là không về. Vô. Thấy bà nội tôi rồi. Cái gì? Dạ. Bà nội ngồi đây. Dạ. Thấy mẹ tôi rồi. Mày á. Dạ. Chết tôi rồi. Mày chết tôi mày luôn rồi đó. Đó. Không có sống nổi đâu con. Ăn vô đi ha. Ăn no đê đi. Rồi qua bên đó mà xin lỗi nó. Chưa hết. Chị Thanh gọi điện cho anh mà mày bắt máy.
chuyện anh Nguyễn một dễ dài luôn. Mình đi hết trơn. Cái cửa tay này nó chặt hơn tay bên đây nè. Rồi, giờ con làm sao đây trời? Chết con ngồi. Thì mẹ nói rồi, ăn đi, rồi qua bên đó, xin lỗi nó. Rồi nói thẳng với nó một câu, là không có cưới hỏi gì với nhau hết trơn á. Đúng như ý nó rồi đó, nó chịu chưa? Mẹ, mẹ bình tĩnh đi. Đâu phải Đan Thanh lúc nào cũng vậy đâu. Chắc là, à, cổ có bầu á, thì tính khí thất thượng chút thôi. Giống như hồi xưa mẹ có bầu tụi con vậy đó. Đúng nội. Ê nè nha, tôi là một người phụ nữ có bầu hay là bất cứ cái gì tôi cũng chịu đựng được nha, chứ không phải như nó đâu nha. Bé con bớt nóng con. Mẹ cứ binh nó hoài à, sao chịu được? Đâu mày nãy giờ mày đâu có mở miệng mày binh câu nào đâu con. Cái kỳ của mẹ con biết rồi, con ăn với tụi nó đi, con ăn đâu mẹ. Con quá đi à. Mẹ. Nội, nó nói giúp con tiếng đi nội. Trời ơi. Nội. Cứu con đi nội. Thôi dần vậy. Nhiệm vụ của con là đem cháu gà qua cho nó ha. Xong con nói là bà nội mời ăn. Khi mà nó đồng ý nó ăn một cái rồi đó là con phải dỗ liền. Con phải quan tâm, con phải năn nỉ, con làm sao không biết cho nó đừng giận. Xong nói là ăn đi nghe. Bà nội mong chứ không thôi bỏ chắc của bà nội nói. Bà nội buồn buồn lắm. Dạ, mà được không nội? Thì cứ làm gì đi, nói là bà nội kêu. Dạ, dạ, dạ. Nha, bà nội lấy gồm hên nha. Bây giờ con cũng phải ăn. Nội, nội, còn cái vụ mẹ con sao? Để nội tính cho. Nội, ăn đi, hai đứa ăn đi. Dạ, dạ, dạ. Con này cũng tội lớn lắm nè. Tự nhiên đưa clip ra cho chị. Thôi ăn đi. Anh xin lỗi nha, anh không cố ý. À, anh cứ đem cháu gà cho em nè, ăn cháu gà nha. Lỗi của anh coi như em ghi sổ đó. Bây giờ chở em qua nhà mẹ để xin lỗi mẹ đi. Không ăn cháu gà hả? Không. Mẹ ăn thử bánh đi, còn bảo đảm ngon luôn á. Thanh nó phải thức nguyên đêm á, ủ bột, rồi sáng nay làm bánh. Làm bánh xong hôm qua con rước Thanh đem bánh qua đây đem liền cho mẹ ăn. Mẹ tha lỗi cho Thanh đi mẹ. Dạ. Nhưng mà con quên rồi, mẹ đâu thích ăn bánh ngọt đâu. Trời ơi, mẹ ăn bánh ngọt vô da nó xàm xuống nó xấu, rồi huyết áp tăng lên. Con, mẹ mới nếm thử nè. À, bột mịn nè, trà xanh thơm nè. Ngọt quá không? Đâu, nó dịu, nó không hề ngọt, mà đã vậy nó còn có đậu đỏ ở trong đây nữa. Trời ơi, cái miếng bánh đó thôi. Ngày mai rủ con tập thể dục nhiều tiếng nghe. Ừ, con, nhưng mà con thích ăn trà xanh mà. Cái này có gì trà xanh thì con phải ăn chứ. Trời ơi, đúng ý con rồi còn gì nữa. Trời ơi, con nghĩ con với mẹ là nhịp nhàng lắm. Ai ngồi mẹ không có nhớ gì hết trơn. Con đâu thích ăn loại bánh này đâu mẹ. Nghe quên rồi. Con thích hả con? Con thích hả? Thôi vậy thôi, bánh đem qua cho thôi. Bà nội đem về cho mấy người bạn nội nha. Nha. Dạ. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Con. Hả? Thì con cho bạn. Mẹ ơi, mẹ muốn cho bạn mẹ, mấy cô đó với mấy bác đó khó tính lắm. Thôi để con vô con thử coi. Nhiều khi á, bé Thanh á, nó bỏ cái lượng trà xanh á, không có điều độ cân đối, cái nó bị dở rồi sao. Cái vị của mẹ với bạn mẹ giống nhau, cho nên mẹ thấy ngon là bạn mẹ cũng thấy ngon. Con yên tâm mẹ. Con kiểm tra lại rồi có gì mẹ đem đi, con không muộn nha. Mẹ. Mẹ ăn vậy đó. Dạ. Nói vậy thôi á. Anh Hai gọi. Ờ. Dạ em nghe. Ờ, em lấy á. Tại em không, con em bé thèm ăn chứ đâu phải là em ăn đâu. Con gà có mấy cái bánh mà làm dữ vậy. Thôi nha, không tiện nói chuyện nha, nha, thôi. Nè, ghê nha. Thì ra lấy bánh của anh Hai đúng không? Chứ rồi sao, không làm vậy á, mẹ giận em suốt đời luôn á. Anh có biết hôm qua anh chửi như thế nào trong điện thoại không? Rồi, biết rồi, công nhận á, em đúng là thần xạo luôn á. À. Sao? Bà nội. Ừ. Bà nội. Con xin lỗi bà nội. Con hứa con không xạo vậy nữa, nhưng tại con sợ bà nội. Con xin lỗi bà nội. Dạ nội. Con cũng xin lỗi nội. Nội tha lỗi cho Thanh đi nội. Tại vì Thanh sợ mẹ con quá Thanh mới làm vậy. Xin lỗi nội, con hứa từ đây về sau con không có nói xạo vậy nữa. Không có xạo nữa không? Không có xạo nữa không? Con thề luôn, con hứa con thề con không xạo nữa. Nội, tha lỗi cho lần này thôi. Sẽ không có lần thứ hai nghe chưa? Dạ. Mấy trời. Mấy trời. Dễ. Hôm nay mẹ chuẩn lại nấu cơm cho ba con mình ăn nè. Ba thơm luôn. Chắc chắn là ngon rồi. Con gì vậy mẹ? Con này là gà xào và kho sả. Sả thơm quá.
đi dầm hay cho con ăn xong rồi lấy con phản ứng. Ok, rồi. Đã cố gắng lắm rồi. Rồi, lại. Đấy. Không ăn nếp nếp là con ăn rồi. Rồi, con ăn rồi. Đúng rồi, chơi mấy. Nhếp. Con
Rồi được rồi. Dạ mấy bài kiểm tra buồn buồn nè.